Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong xảy ra trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ và Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An đã bắt giữ đối tượng Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Đối tượng Đinh Xuân Sáng là đối tượng cuối cùng đang bỏ trốn trong vụ cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong. Đinh Xuân Sáng bị bắt giữ vào khoảng 0 giờ ngày 10 tháng 7 khi đang trên đường lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Trước đó khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2 tháng 7, chị Hát, 22 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn ở tổ 3, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó nhóm Vũ Thành Quang, sinh năm 1994, trú tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đinh Xuân Sáng cùng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang, Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị Hát đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng. Về đến nhà Sáng, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức rồi gọi cho Nguyễn Xuân Đạt rủ đi giải quyết cơn bực tức với nhóm của chị Hát. Cả ba lên xe ô tô, mang theo súng bắn đạn bi, quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị Hát, Sáng bảo dừng lại nói chuyện, nhưng nhóm chị Hát bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị Hát. Sáng dùng súng bắn về phía nhóm chị Hát. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Đến ngày 5 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ Vũ Thành Quang, vận động Nguyễn Xuân Đạt đến Phòng Cảnh sát Hình sự đầu thú. Khoảng 18 giờ ngày 5 tháng 7, đối tượng Đạt đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Đinh Xuân Sáng. Hiện đối tượng Đinh Xuân Sáng đang được di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, trưa ngày 9 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Lê Thanh Nhất Nguyên bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 3, điều 174 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An phê chuẩn. Lê Thanh Nhất Nguyên là con ông Lê Tùng Vân, từng ở nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai và sau đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Năm 2022, Lê Thanh Nhất Nguyên đã bị tuyên án 4 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan công an tiếp nhận nhiều đơn tố cáo những người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai, có hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 2 tháng 7 năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự tại nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai. Nơi này nay đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Quá trình điều tra, cơ quan công an có đủ chứng cứ xác định đối tượng Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Đình Luyện, 39 tuổi, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, về hành vi giết người. Tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 8 tháng 7, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Dương Đình Luyện, sinh năm 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, ở thành phố Hồ Chí Minh, sau 15 ngày lẩn trốn. Dương Đình Luyện là nghi phạm trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại phường Văn An, thành phố Chí Linh. Bước đầu, cơ quan công an xác định giữa Dương Đình Luyện và chị N.A., vợ cũ của Luyện, có mâu thuẫn sau khi chị này nói xấu Luyện và người vợ hiện tại trên Facebook. Sáng ngày 23 tháng 6, Luyện đi uống rượu.
Đến chiều cùng ngày, do nóng giận, đối tượng đi ô tô bán tải đến nhà bà LTH, mẹ chị A, tại phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tại đây, Luyện dùng dao tấn công bà H và chị NA. Hậu quả bà H tử vong tại chỗ, còn chị A tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Sau đó, Luyện điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường và bỏ xe tại một điểm thuộc khu dân cư Miễu Sơn, phường Thái Học, thành phố Chí Linh. Từ đây, Luyện tiếp tục sử dụng các phương tiện khác để bỏ trốn. Trong vòng 15 ngày trốn chạy, Luyện đã di chuyển đến nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đắk Nông, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 4 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Đình Luyện về hành vi giết người. Qua lời khai của Luyện, năm 2014, Luyện ở với chị TTNA và có chung một con trai. Năm 2018, Luyện bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù. Sau khi chấp hành án, Luyện và chị NA chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Đến năm 2021, Luyện kết hôn với chị DTG, sinh năm 1994 và sinh sống tại phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đối tượng làm nghề dịch vụ vệ sinh công nghiệp, còn chị G kinh doanh bán quần áo online. Còn chị NA sau khi chấm dứt cuộc sống với Luyện đã làm việc tại một quán spa trên địa bàn phường Sao Đỏ và sống cùng với mẹ đẻ. Con trai chung của Luyện và chị NA sống cùng ông bà nội. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra làm rõ để xử lý nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai về hành vi dùng chất cực độc cyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình, khiến 3 người tử vong, trong đó có chồng của Nguyễn Thị Hồng Bích. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Hồng Bích khai nhận từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Nguyễn Thị Hồng Bích đã dùng chất độc cyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình, trong đó có 3 người đã tử vong, gồm chồng của Nguyễn Thị Hồng Bích là anh NTTT, 38 tuổi và 2 người cháu ruột là NKD, 7 tuổi và NHN, 12 tuổi. Riêng về việc đầu độc chồng, tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Hồng Bích khai. Ngày 14 tháng 10 năm 2023, Bích mở hộc tủ trong nhà vệ sinh, lấy bình thuốc cyanua ra, tay trái và tay phải Bích cầm viên thuốc còn nhộng, rồi hất thuốc cyanua vào, vừa đủ thì đậy lại. Và sau đó để viên thuốc đó vào bình thuốc của chồng Bích hay uống. Vào buổi trưa, khi chồng Bích về nhà, thì chính mắt Bích đã nhìn thấy chồng Bích uống liều thuốc đó và có viên thuốc cyanua có độc trong đó. Đến ngày 18 tháng 10 năm 2023, chồng của Bích là anh NTTT tử vong. Nguyễn Thị Hồng Bích khai nguyên nhân dẫn tới việc đầu độc chồng là do chồng cờ bạc nợ nần. Cũng bằng cách bỏ chất độc cyanua vào trong thuốc còn nhộng, Bích đã đầu độc cháu NHBT, 18 tuổi, cháu ruột Bích. Theo đó, ngày 22 tháng 6, Bích nhìn thấy mặt NHBT nhiều mụn, nên giả vờ khuyên trước đây mình cũng bị vậy. Khi uống thuốc mát gan giải độc thì hết. Nếu NHBT uống thì Bích mua cho. Khi NHBT đồng ý thì Bích ra tiệm thuốc Tây mua thuốc đau chân, trong đó có viên con nhộng. Về đến nhà, Bích đổ thuốc trong viên con nhộng ra, nhét cyanua vào rồi đưa cho cháu uống. Sau khi uống, NHBT lâm vào hôn mê, mất tri giác và được mẹ phát hiện đưa vào bệnh viện Lê Văn Thịnh ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Đến ngày 25 tháng 6, kết quả xét nghiệm từ Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho thấy NHBT bị ngộ độc cyanua. Sau khi nhận thông tin trên, cậu ruột của NHBT nghi ngờ có điều đáng ngờ nên đã làm đơn trình báo công an. Đối với việc sát hại 3 người cháu ruột khiến 2 cháu đã tử vong, 1 cháu vẫn đang cấp cứu, nguyên nhân theo lời khai ban đầu của Bích là do xuất phát từ mâu thuẫn với những người thân trong gia đình. Tuy nhiên, công an nhận định đây mới chỉ là lời khai ban đầu. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ mục đích của đối tượng. Từ lời khai của Nguyễn Thị Hồng Bích, lực lượng chức năng khám xét nơi ở và hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm được vật chứng là bình cyanua màu trắng được Bích cất giấu tại nghĩa trang gần nhà. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác định độc chất kali cyanua là chất cực độc.
Ngày 5 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai về tội giết người. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.